Xin chào các bạn. Vừa qua có một số người có gọi điện đến bên mình để hỏi là cái cách ghép đôi có cái điều khiển giọng nói của TV Capper với TV Capper làm như thế nào. Thì thông thường nếu các bạn muốn ghép đôi thì chúng ta sẽ bấm vào cái phím giọng nói, là cái phím nhiều màu ở dưới cái điều khiển này này. Các bạn bấm vào đây. Thì TV Capper nó sẽ hiển thị cái hướng dẫn để ghép đôi TV bằng cách là ấn một lần vào OK và cái nút Home này chỉ vào TV cách khoảng 20 cm trên hình đang hướng dẫn đây. Các bạn bấm vào đây. Thì TV nó sẽ hiển thị cái hình tròn để quay quay để ghép đôi kia. Nhưng mà một số người có báo với mình là cái TV của các bạn đó là nó sẽ quay như thế này suốt. Rồi lúc nó sẽ báo là không ghép đôi được, là bị lỗi. Bây giờ mình sẽ chờ để cái quá trình ghép đôi xem nó có ghép đôi được không. Để kiểm nghiệm với TV. Thông thường nếu mà cái TV nó không bị lỗi thì các bạn vừa thực hiện cái quá trình bấm nút OK và nút Home chỉ vào TV cách khoảng 20 cm như thế này thì nó sẽ ghép đôi được. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì TV và điều khiển đang không nhận nhau, đang không thể ghép đôi để các bạn có thể sử dụng cái chức năng điều khiển giọng nói được. Đấy, nó cứ quay quay như thế này suốt rồi. Khoảng 1 đến 2 phút thì nó sẽ báo lỗi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách khắc phục cái lỗi này và tại vì sao mà trong quá trình các bạn sử dụng TV Capper mà nó cứ hay bị báo lỗi không nhận điều khiển như thế này. Thì đầu tiên ở trên màn hình Home này thì các bạn hãy vào cái mục bánh xe ở góc bên phải và mục cài đặt. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục dòng cuối cùng là điều khiển từ xa và phụ kiện. OK một lần. Ở đây thì nó đang nhận từ TV đến cái điều khiển này qua giao thức Bluetooth. Và đây nó đang nhận một cái điều khiển của chúng ta, cái điều khiển các bạn đang cầm này, là RC890. Thì ở đây các bạn phải xóa cái điều khiển này đi. OK. Bỏ ghép nối. OK. Thì bây giờ ở phần phụ kiện kết nối với TV đang không có gì rồi. Như vậy giờ là OK rồi, chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài thì chúng ta sẽ bấm vào một lần vào phím điều khiển giọng nói. Sau đó TV nó sẽ yêu cầu ghép đôi và các bạn ghép đôi lại là xong. Là bấm một lần, bấm OK vào phím Home chỉ vào TV, bỏ tay ra thành công. Về mình sẽ thử cái tính năng giọng nói xem nó được chưa. Bây giờ mình sẽ thử tính năng điều khiển và tìm kiếm bằng giọng nói bằng chiếc điều khiển của TV Capper. Bây mình sẽ ấn vào đây một lần. Karaoke Đàm Vĩnh Hưng. Như vậy là TV đã tìm kiếm được những bài hát về chủ đề karaoke Đàm Vĩnh Hưng. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm cái kênh YouTube của bên mình. Điện máy Phú Thọ Online. Đấy, các bạn thấy là cái khả năng tìm kiếm của TV Capper này rất tốt này, thông qua cái điều khiển thông minh của TV Capper. Thì vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn cách ghép đôi lại cái điều khiển của TV Capper. Thì trong cái thời gian các bạn sử dụng á, thì có rất nhiều người đã báo là đã bị cái lỗi này. Thì mình xin giải thích là nếu bình thường các bạn dùng thông thường thì sẽ không sao. Nhưng một số các bạn khi sử dụng á, là bấm sai cái thao tác tìm kiếm điều khiển giọng nói. Chính vì thế mà cái TV nó sẽ bắt yêu cầu ghép đôi lại. Thì bây giờ đây ví dụ như chúng ta định mỗi lần chúng ta tìm kiếm cái chức năng điều khiển giọng nói thì thông thường các bạn sẽ ấn vào cái nút tìm kiếm vào đây chỗ này một lần này. Đây mình sẽ thử lại cho các bạn xem này. Thông thường để tìm kiếm thì chúng ta chỉ ấn một lần vào cái phím điều khiển giọng nói ở trên điều khiển thôi thì nó sẽ không sao. Nhưng các bạn có một số người ấn 5 đến 10 giây giữ, có nghĩa là giữ một lúc thì là sai thao tác. Các bạn ấn vào đây nhả ra thì là xong. Nhưng các bạn giữ ở đây một lúc thì cái TV và cái điều khiển nó sẽ yêu cầu ghép đôi lại và các bạn phải làm lại như lúc nãy mình hướng dẫn. Mình sẽ thử này. Bây giờ mình bấm thấy cái TV và điều khiển nó sẽ bị lỗi. Ấn lên một lúc này. Bây giờ thì các bạn thấy là TV nó đã hiển thị thế này chưa? Bây giờ khi chúng ta bấm vào phím điều khiển giọng nói một lần thì TV nó bắt đầu yêu cầu ghép đôi lại. Bây giờ mình sẽ ghép đôi thử lại. Theo như đúng như yêu cầu của TV. Không ghép đôi được luôn. Đây, gần đây xem TV có ghép đôi được không? Thì các bạn thấy là bây giờ mình vừa thử cho bạn biết là tại vì sao có một số bạn bảo là tại sao cái TV Capper này cái điều khiển nó kém thế, là liên tục yêu cầu ghép bắt ghép đôi.
Thì mình tìm hiểu nguyên nhân thì không phải do cái tivi, cũng không phải do điều khiển, mà là do cách của các bạn đang sử dụng cái tivi đang bị sai. Mình lưu ý lại là khi tìm kiếm giọng nói, các bạn ấn vào phím voice, phím điều khiển giọng nói của tivi cover, ấn một lần rồi bỏ ra, thì ở bên góc bên trái nó sẽ hiển thị cái mic để hiển thị chúng ta sẽ nói, để ra lệnh cho tivi. Chứ các bạn ấn vào đây 5-10 giây cứ ấn thế này này, giữ một lúc thế này thì nó sẽ bị lỗi. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và sau khi xem video này thì mình hy vọng các bạn sẽ không mắc cái lỗi để cho tivi và điều khiển nó bắt ghép đôi như thế này. Như thế này thì rất khó trong quá trình các bạn trải nghiệm tivi, cảm giác trải nghiệm sẽ không tốt chút nào. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.